Đây nhá, em quay cho các bác con đực chúa chuồng này. Đực chiếm cầu đấy, chiếm cầu này, đấy, đấy, chiếm cầu đấy, đấy, đấy. Không cho con nào lên làm chủ cầu cả. Vù vù liên tục và vù động thổ xong. Cố gắng quay lại một đoạn xem là nó thế nào. Đấy, con trèo đến lưng con khác đấy. Vù giờ mà. Đấy. Vù đấy, vù đấy. Muốn vù lắm rồi. Đấy. Thông thường em cứ ép 5, 6, 7 con vào này là những con nào mà nó thể hiện đại ca là nó sẽ chiếm cầu và nó sẽ gù. Đấy. Con này bộ khá là to, lông vây dài, một cái vòng hầu bên trái và một cái vòng đỏ chiếm cầu. Con này giọng thổ em quay được rồi. Đấy, hướng nữa là xem video thì cố gắng em sẽ trích xuất được những khoảnh khắc trực tiếp nhất để cho các bạn gọi là tự chọn cho mình những con mà các bạn thích. Đấy. Lúc này là nó đang làm đại ca rồi, nó đứng một mình ở giữa cầu và không con nào lên được cả. Những con khác yếu vế hơn là sẽ giạt xuống ngay. Đấy, đấy nó gù lên, tí nữa gù rồi. Những đoạn trước thì em chưa quay, đến lúc đấy em chưa kịp quay thì đã quay được nó gù rồi. Đấy. Thì con này em gọi là mã số 9 của tháng 10 nhé. Mã số 9 này thì về cơ bản thì cườm cũng đã lên rồi. Cườm cũng đã lên rồi và nó cũng đã ra giọng rồi. Để cho các bác là 800k. Đấy, tương tá hình hài ở giữa màn hình video. 800k. Quay rất là cụ thể cho các bác. Đấy, bộ to. Đấy, chõng chạy nhau gọi là chỉ là chim tơ nhá. Cũng chỉ được khoảng 3 tháng rưỡi thôi. Đấy, chim tơ thôi. Nhưng mà đã chiếm cầu và đã thể hiện bản lĩnh ở trong không gian tập thể như thế này. Mã số 09 nhá, để giá cho anh em 800k giọng thổ chim trống. Bảo hành tuyệt đối cho các bác.